chuyến trường để trả thù người yêu cũ. Bạn ảo thật đấy. Chứ sao, dẫn tao đi mua mấy bộ đồ cho giống học sinh trường mới phát. Ok, đi. Tay tớ bẩn quá, cậu mở nắp hộ tớ được không? Để tớ mở cho. Là Quang. Chia tay rồi mà cậu vẫn còn tình cảm với tớ nhỉ?